Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài văn tả về cây bút máy ngắn gọn. Nội dung như sau. Trong ngày sinh nhật, mẹ tặng em một cây bút máy. Ôi trông chiếc bút mới đẹp làm sao. Cây bút nhỏ nhắn, xinh xinh, dài bằng một găng tay, tròn chỉnh như ngón tay trỏ. Nắp bút làm bằng mạ kèn vàng óng ánh. Trên nắp bút có khắc dòng chữ thương hiệu Thiên Long. Thân bút là một ống nhựa màu đen trơn bóng. Càng về phía sau càng thon lại như búp măng non. Mở nắp bút ra, hiện lên trước mắt em là một chiếc ngòi nhỏ xíu, sáng lấp lánh như ánh sao đêm. Em xoay thân bút theo chiều kim đồng hồ để lấy mực. Chiếc ruột gà làm bằng cao su phía ngoài là một ống sắt mạ bạc có rãnh khuyết hai bên, dùng để đẩy không khí trong ruột gà ra ngoài, nhúng vào lọ mực. Chiếc ruột gà trở lại trạng thái ban đầu, đồng thời mực trong lọ cũng được hút lên đầy ruột gà. Phía trong ruột gà có một ống nhựa rỗng, nhỏ như que tăm, dùng để dẫn mực. Chiếc bút của em viết rất nhẹ, trơn, bút ra rất đều mực và chắc chắn. Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng em một món quà này. Hằng ngày ở trường cũng như ở nhà, cây bút là người bạn thân thiết của em. Em giữ gìn cây bút rất cẩn thận.